Hi there, I've got the tool. Nghe nhạc Tết. Thank you.
tóc, có người tóc đã khỏe thành yếu. Nắng nóng, chen chúc, lạc đường. Hơn cái lớp trong một chút để lúc nó khô nó nhẹ và nó không có cái nào tác động đến nó, đúng không? Không có gì đè lên nó sẽ nhẹ, nó sẽ co lên này, co lên nó sẽ hụt. Yeah.